Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Dưới sự chỉ đạo toàn diện của bà Trương Mỹ Lan, các thuộc cấp đã làm đẹp báo cáo tài chính bằng cách hô biến từ lỗ sang lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu, từ đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền khủng của các khổ chủ. Sáng ngày 23 tháng 9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra phần xét hỏi các bị cáo. Trong ngày làm việc thứ ba, hội đồng xét xử tập trung xét hỏi các bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, còn 28 bị cáo khác có liên quan trong vụ án. Là bị cáo đầu tiên trả lời hội đồng xét xử, ông Trịnh Quang Công, tổng giám đốc công ty Acumen thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo này cũng khẳng định giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra. Bị cáo Trịnh Quang Công thừa nhận, thời điểm ông thực hiện hồ sơ là vì tin tưởng, hiệu quả cũng như làm theo sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và ông Trần Khánh Hoàng, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Bị cáo Công thừa nhận hiện nay đã nhận thấy sai phạm và gây hậu quả rất lớn. Từ nhận thức bản thân có lỗi và đã gây ra chuỗi hành vi làm thiệt hại lớn cho các trái chủ, bị cáo đã vận động gia đình tạm nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trả lời hội đồng xét xử, cựu Tổng Giám đốc công ty Setra Trần Văn Tuấn xin trình bày lại là văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm hồ sơ chứ không phải bị cáo thực hiện như cáo trạng nêu. Về việc phát hành trái phiếu, bị cáo Trần Văn Tuấn khai là nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Trương Mỹ Lan hoặc qua thư ký của bà Lan. Ban đầu, bị cáo Tuấn nhận được điện thoại từ bị cáo Trịnh Quang Công thông báo chuẩn bị hồ sơ vì tập đoàn đưa công ty Setra vào diện phát hành trái phiếu. Với tư cách tổng giám đốc công ty, kế toán kiểm tra xong hồ sơ rồi bị cáo ký. Việc phát hành trái phiếu, theo bị cáo biết, thời điểm đó công ty không có nhu cầu, bị cáo chỉ được biết là để góp vốn, không biết cụ thể, cựu tổng giám đốc công ty Setra khai. Về hoạt động của công ty Setra năm 2019, bị cáo Trần Văn Tuấn khai công ty đang hoạt động thua lỗ. Việc phát hành trái phiếu, bị cáo Tuấn không chỉ đạo mà nói với kế toán rằng công ty phối hợp để hỗ trợ thực hiện việc phát hành trái phiếu. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Thị Lan Chi, kế toán trưởng công ty Setra khai, hồ sơ phát hành trái phiếu là từ văn phòng tập đoàn Vạn Thịnh Phát, việc tham gia phát hành trái phiếu là từ điện thoại của bị cáo Trịnh Quang Công. Ông Công gọi điện yêu cầu bị cáo chuẩn bị hồ sơ, điều chỉnh báo cáo tài chính từ thua lỗ sang hoạt động có lãi để đủ điều kiện tham gia phát hành trái phiếu. Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định bà Trương Mỹ Lan với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra để phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, từ đó chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Sai phạm của bị cáo Trịnh Quang Công thể hiện, ông Công đã tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Trương Khánh Hoàng, giao Phạm Nguyễn Bảo Trung, nhân viên công ty Acumen, thu thập hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính các năm của công ty Setra, chuyển cho công ty chứng khoán TVSI. Bị cáo Công còn chỉ đạo bị cáo Trần Văn Tuấn, tổng giám đốc công ty Setra phối hợp ký hoàn thiện các thủ tục, chứng từ chạy dòng tiền cho công ty Điền Gia Cát thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua sơ cấp trái phiếu của công ty Setra và chỉ đạo việc chuẩn bị tài liệu chuyển cho công ty Setra, cung cấp hồ sơ pháp lý và báo cáo tài chính năm 2019 phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần và kinh doanh có lãi, trong khi thực tế năm 2019, công ty Setra đang thua lỗ, để giúp cho công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trịnh Quang Công đã giúp sức cho bà Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Đối với bị cáo Trần Văn Tuấn, sau khi được bị cáo Trịnh Quang Công thông báo chủ trương của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chọn công ty Setra phát hành trái phiếu, ông Trần Văn Tuấn đã chỉ đạo Trần Thị Lan Chi chuẩn bị báo cáo tài chính, phối hợp công ty kiểm toán ANC thực hiện các thủ tục để điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 để hô biến công ty Setra từ hoạt động thua lỗ thành có lãi.
Ngoài ra, bị cáo Tuấn còn trực tiếp ký hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công ty Secha phát hành trái phiếu theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, giúp sức cho bà Lan và đồng phạm chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Bị cáo Trần Thị Lan Chi được xác định đã nhận chỉ đạo từ hai bị cáo Trịnh Quang Công và Trần Văn Tuấn, chuẩn bị báo cáo tài chính của công ty Secha, tiếp nhận và trình bị cáo Trần Văn Tuấn ký các tài liệu, biên bản họp, nghị quyết hội đồng quản trị, hợp đồng với công ty chứng khoán TCBS, TVSI, các thủ tục công bố thông tin, các hợp đồng với các công ty đối tác có liên quan. Bị cáo Chi trực tiếp lập ký và trình Trần Văn Tuấn ký 11 chứng từ để công ty Secha chuyển 2.000 tỷ đồng đến tài khoản của công ty VIPD. Ngoài ra, bị cáo Chi còn trình bị cáo Trần Văn Tuấn ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty Khang Thành Phú cho các cá nhân được thuê đứng tên, điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2019 của công ty Secha từ lỗ thành lãi và sao chụp gửi thư điện tử cho Phạm Hoa Đăng, công ty kiểm toán ANC, để thống nhất chủ trương công ty kiểm toán ANC sẽ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần giúp cho công ty Secha phát hành trái phiếu năm 2020 theo chủ trương của bà Trương Mỹ Lan. Bà Trần Thị Lan Chi bị cáo buộc đã giúp sức cho Trịnh Quang Công và Trần Văn Tuấn, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan, chiếm đoạt số tiền của công ty Secha phát hành trái phiếu là 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, hội đồng xét xử đã xét hỏi xong 26 trên 29 bị cáo bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại sẽ trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử trong thời gian tiếp theo của phiên tòa. Chỉ khi vụ án bị phanh phui, hậu quả khủng khiếp xảy ra thì mới nhìn thấy rõ lỗ hổng quản lý và kẽ hở của pháp luật. Các cơ quan điều tra Bộ Công an khi kết thúc điều tra vụ án này đã kiến nghị 6 vấn đề cấp thiết. Ngày 23 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục xét hỏi đối với 10 bị cáo trong nhóm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành 25 lô trái phiếu. Trước con số mà cáo trạng xác định, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại, vận chuyển trái phép 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Tính đến tháng 10 năm 2022, khi vụ án khởi tố, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có tới 1.460 công ty, gồm 46 công ty nước ngoài và gần 1.800 người để đứng tên doanh nghiệp, đứng tên các khoản vay. Đa số các công ty ma này trở thành phương tiện để phục vụ hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong một thời gian rất dài. Chỉ khi vụ án bị phanh phui, hậu quả khủng khiếp xảy ra thì mới nhìn thấy lỗ hổng quản lý và kẽ hở của pháp luật. Cơ quan điều tra Bộ Công an khi kết thúc điều tra vụ án này đã kiến nghị 6 vấn đề cấp thiết bao gồm: Thứ nhất, ngoài 37 bị can bị khởi tố, 34 bị cáo đang bị đưa ra xét xử, còn có một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau, có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm, hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc miễn trách nhiệm hình sự. Căn cứ tính chất mức độ của hành vi sai phạm, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cơ quan điều tra kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và chính quyền. Thứ hai, kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, từ đó đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của các tổ chức phát hành. Thứ ba, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng chuyển tiền quốc tế. Thứ tư, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện thành lập doanh nghiệp, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát việc thành lập quản lý doanh nghiệp, không để hiện tượng thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng, phục vụ cho các hoạt động phạm tội. Thứ năm,
kiến nghị đối với các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn dư nợ trái phiếu, có tài sản đảm bảo phối hợp với công ty chứng khoán TVSI và SCB khẩn trương xây dựng giải pháp kinh tế tối ưu đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các nhà đầu tư, đề nghị Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có biện pháp giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc trả nợ trái phiếu. Thứ sáu, từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, từ các cơ sở hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khắc phục và kiến nghị bổ sung sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.